nữ sinh viên dáng NTDU. Có cuộc thi nữ sinh viên dáng nghe có vẻ là khá là thú vị. Có cuộc thi nữ sinh viên dáng. Từ các năm này em rất thích là cuộc thi nữ sinh viên dáng. Thi nữ sinh viên dáng. Và em rất là mong chờ cuộc thi này xảy ra tại vì nghe nói là nó rất hấp dẫn và thú vị. Trong cái thi này tôi cảm thấy tôi hào hứng nhất là cuộc thi Miss NTDU. Thi ứng xử của các bạn. Em thích những cái vòng thi mà ứng xử, em thích nhất là vòng thi vấn đáp giống như là thi hoa hậu vậy. Thi tài năng có lẽ là vòng thi mình thích nhất. Bởi vì mỗi lần xem những cái phần thi như vậy á là tất cả các bạn chưa có được chuẩn bị cho nên là rất là gay cấn và hấp dẫn. Ở đó thì các bạn thể hiện được cá tính của mình cũng như là thể hiện phẩm chất của những bạn nữ sinh duyên dáng của NTDU. Phần thi này thì giúp cho mọi người biết là nữ sinh của Nguyễn Tất Thành không chỉ là có nhan sắc đẹp mà còn có tài năng nữa. Thì em tiêu chí là em sẽ tham gia liền vì em cũng thích chương trình này. Chắc chắn em sẽ đăng ký tham gia cuộc thi. Đương nhiên rồi, nếu mà đủ tiêu chuẩn là em nhất định sẽ nộp hồ sơ đăng ký, sẽ tham gia. Các bạn phải giỏi về kỹ năng, vững về chuyên môn và nghiệp vụ. Sau đó là đẹp về bên ngoài, đó là hình thể. Em nghĩ là đẹp, thứ nhất là phải xinh đẹp là một cái tiêu chí đầu tiên. Nét đẹp nó vẫn là chính yếu nhưng song song đó thì mình cũng phải có những cái vẻ đẹp về tâm hồn cũng như là những cái về kỹ năng và thậm chí cả về cái trí tuệ của một người. Nhưng mà bên cạnh đó quan trọng hơn thì em nghĩ là các bạn đó phải là một người là có kiến thức và có cách ứng xử. Chắc chắn là đầu tiên là cũng phải ưa nhìn, phải đẹp tí, sau đó thì phải có tài năng, rồi duyên dáng. Là một cuộc thi rất là hấp dẫn, vì thế mà chúng ta phải tự tin tham gia, đăng ký tham gia để mà mình thật là tỏa sáng. Tất cả các bạn dù là đẹp trẻ hay không thì vẫn luôn là những người xinh đẹp nhất. Chúc các bạn tự tin và thể hiện xứng đáng là một nữ sinh duyên dáng của trường đại học Nguyễn Tất Thành. Các bạn thí sinh hãy tự tin lên, cố gắng lên để giành được những cái giải thưởng cao nhất, tốt nhất cho các bạn. We'll be right back.